Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Rất vui khi lại được gặp quý anh chị khách hàng vào một video tiếp theo tại thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại hẻm Phan Đình Phùng thuộc phường 2 của trung tâm thành phố Đà Lạt. Và từ vị trí này thì ngay đầu hẻm sẽ là Ủy ban Nhân dân phường 2. Vị trí này thì được xem như là trung tâm của thành phố Đà Lạt rồi. Tại vì là khi mà chúng ta bước ra đường chính đường Phan Đình Phùng thì hai bên đường sẽ là tập trung rất là nhiều các cái cửa hiệu buôn bán và người dân địa phương cũng hay gọi là con đường này là con đường buôn bán. Sản phẩm ngày hôm nay mà Nhã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng đó chính là một cái ngôi nhà có diện tích khá là khiêm tốn, nằm trên một con hẻm cũng khá là khiêm tốn. Con hẻm chỉ vừa là hai xe máy né nhau, và căn nhà ngày hôm nay thì nằm ở cuối hẻm và diện tích thì chỉ là 40m² mà thôi. Đó là những cái nhược điểm của căn nhà này. Còn xét về ưu điểm thì chúng ta sẽ có được những gì? Chúng ta sẽ có đó chính là căn nhà là sổ riêng xây dựng. Cái thứ hai là nó nằm ngay vị trí trung tâm thành phố Đà Lạt. Và cái quan trọng nhất là về mức giá, chỉ từ 3,5 tỷ đồng cho cái căn nhà này, gần trung tâm, đáp ứng đầy đủ các cái tiện ích. Trước khi bước vào căn nhà thì phía ngoài chúng ta sẽ có một cái khoảng sân nhỏ, một khoảng sân có thể là đổ được hai chiếc xe máy. Và tiến vào không gian bên trong của căn nhà thì ở tầng trệt này chúng ta sẽ có tổng cộng đó là một phòng khách, một phòng bếp, một bàn ăn, một cái không gian sinh hoạt chung, và sau cùng sẽ là một nhà vệ sinh. Tại vì diện tích của căn nhà thì chỉ là 40m² thôi, khá là hạn chế. Tuy nhiên thì gia chủ cũng đã sắp đặt khá là khéo léo tất cả các cái vị trí và tạo cho không gian của căn nhà khá là thoải mái cũng như là rộng rãi. Sau này sẽ là cái không gian của nhà bếp, không gian được ngăn cách bởi một cái bức tường tách biệt với lại là không gian của phòng khách, và phía sau sẽ là một cái nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Và đây là toàn bộ không gian của cái tầng trệt. Nói chung là nhìn tổng thể căn nhà thì riêng cá nhân Nhã đánh giá căn nhà hiện trạng thì vẫn khá là ok, với tất cả các cái thiết bị cũng như là nội ngoại thất thì đáp ứng được cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu như quý anh chị khách hàng có nhu cầu mua để ở thì Nhã nghĩ là chỉ cần là chúng ta xử lý các cái vết ố, vết thấm ở bên tường đây, cũng như là gia cố thêm cái hệ thống cầu thang và trang trí các cái thiết bị nội thất theo nhu cầu của quý anh chị khách hàng, thì chúng ta đã có thể là vào ở một cách là rất là ok, rất là tốt. Và không gian của lầu 1 thì chúng ta sẽ có là một phòng ngủ ở phía ngoài. Và cái phòng ngủ này thì sẽ dẫn chúng ta ra một cái khoảng ban công nhỏ. Khoảng ban công này thì hiện tại đang được gia chủ sử dụng làm không gian để phơi đồ. Và cái không gian này thì sẽ khá là thông thoáng, tại vì là bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái khoảng đất trống, cho nên là ngay trung tâm thành phố. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái không gian sống cũng thông thoáng, cũng như là không quá bị gò bó trong một cái khoảng diện tích 40m², hơi hạn chế của căn nhà này. Và ngoài cái phòng ngủ ở phía ngoài này thì phía sau chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa, và cùng với đó là một nhà vệ sinh ở ngoài để sử dụng chung cho cái không gian ở trên này. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ cùng với đó là hai nhà vệ sinh. Và đây là cái phòng ngủ phía sau, phòng ngủ nhỏ thôi, tuy nhiên thì cũng khá là gọn gàng và khá là dễ thương. Rồi, và khá là nhanh thôi thì Nhã đã đi một vòng để giới thiệu toàn bộ cái căn nhà ngày hôm nay. Căn nhà có diện tích 40m², tọa lạc trên con hẻm đường Phan Đình Phùng thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt. Và bây giờ thì Nhã sẽ giới thiệu cái đoạn đường từ trung tâm ngã ba chùa của đường Phan Đình Phùng để dẫn tới cái căn nhà ngày hôm nay mà Nhã đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng. Và đây, vị trí của Nhã đang đứng này đó chính là ngã ba chùa của thành phố Đà Lạt. Từ vị trí này thì nếu như mà chúng ta rẽ trái thì lên dốc chúng ta sẽ tiếp cận được với lại là đường Bùi Thị Xuân. Còn nếu như mà chúng ta đi thẳng theo đường Phan Đình Phùng thì sẽ tiếp cận được với trung tâm chợ đêm thành phố Đà Lạt. Còn nếu như di chuyển theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ tiếp cận được với lại là sân vận động thành phố Đà Lạt. Và trên con đường Phan Đình Phùng này thì quý anh chị có thể thấy đây là kinh doanh buôn bán rất là sầm uất, rất là tấp nập. Và nếu như chúng ta sở hữu được cái căn nhà ngày hôm nay mà Nhã giới thiệu thì cái việc mà chúng ta tiếp cận được với các cái dịch vụ thiết yếu cũng như là phục vụ cho đời sống hàng ngày thì rất là gần và rất là ok, rất là tuyệt vời.
Và ngay bên tay phải của nhà đây đó chính là con hẻm để dẫn vào cái căn nhà ngày hôm nay. Bên tay trái đó chính là trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường 2. Và bây giờ thì Nhã xin thông tin lại một lần nữa về căn nhà ngày hôm nay. Về vị trí thì căn nhà nằm trên con hẻm đường Phan Đình Phùng thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt. Tổng diện tích của căn nhà là 40m2. Kết cấu sẽ là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Mức giá từ gia chủ đưa ra cho căn nhà đó chính là 3,5 tỷ đồng. Và mọi ý kiến thắc mắc thì quý vị anh chị có thể là liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại mà Nhã đang để trên màn hình đây. Hoặc là quý vị anh chị có thể là comment vào phía dưới video này thì Nhã sẽ tư vấn một cách cụ thể hơn cũng như là thương lượng về mức giá trực tiếp. Và chắc có lẽ là Nhã xin kết thúc video tại đây. Một lần nữa thì Nhã rất cảm ơn quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Nhã xin chào và hẹn gặp lại.